Vâng, xin chào anh em. Từ trước tới giờ thì gia đình Hyundai vẫn bỏ trống một vị trí cho một chiến binh để tham gia cạnh tranh song phẳng với các đối thủ như là Toyota Highlander, Honda Pilot hay Ford Explorer. Và cuối cùng thì chiến binh đó cũng đã xuất hiện ngày hôm nay, hứa hẹn rằng sẽ có khả năng là mưa làm gió trên thị trường trong thời gian tới. Và là một chiến binh sinh sau đẻ muộn thì liệu rằng sẽ được trang bị những vũ khí bí ẩn nào? Trong video này, mời anh em cùng Auto Daily đi tìm hiểu. Ngay bây giờ thì anh em có thể thấy Palage là một SUV cỡ lớn có cấu hình 3 hàng ghế kèm 8 vị trí ngồi. Xét về cái thiết kế tổng thể thì xe chuẩn chất anh trai lớn của Santa Fe sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt là phần đầu xe, anh em có thể thấy không? Đèn pha và đèn cốt thì được chuyển xuống cản dưới, còn bên trên thì lại nhường chỗ lại cho đèn LED định vị và đi kèm với đèn xi nhan. Và cái xu hướng thiết kế mới này dự rằng sẽ lây lan khá nhanh, nên là rất nhiều cái mẫu xe hiện tại thời điểm này đã bắt đầu sử dụng cái kiểu thiết kế này. Xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi kèm với cả camera ở ngay dưới logo Hyundai ấy. Vâng, những cái trang bị, những kiểu thiết kế này thì được quá quen thuộc rồi. Hyundai thì không những thiết kế xe đẹp mà còn công bố chỉ số cản gió của xe rất ấn tượng, 0,33 cd. Sở dĩ mà có được con số khá ấn tượng này thì các cái chi tiết như góc nghiêng ở cột A, cánh gió phía sau và khu vực mui xe thì đều được làm tối ưu hóa để có cái con số cản gió ấn tượng. Tiến sang bên hông xe thì anh em thấy sao ạ? Mình thì mình thấy ngay cái chất của xe Mỹ. Vâng, những cái chất đó thì anh em có thể thấy là cái phần các cái đường gân dập nổi này, rồi là cửa sổ cỡ lớn này, cái phần kính khá lớn này, và cả cái phần trụ C nữa, đặc biệt là cái phần trụ C. Cái phần trụ C anh em thấy không? Đây, Mỹ đây chứ Mỹ đâu ạ. Giống hệt Explorer luôn, Ford Explorer. Nhưng lại có một cái điểm rất đáng chú ý ở phần hông xe này, đó chính là cái bộ la răng 18 inch 5 chấu kép kìa. Có cái thiết kế khá đẹp. Và anh em mà đang sống ở bên Mỹ ấy, mà định mua xe này thì yên tâm là sẽ có cái bộ tùy chọn là mâm 20 inch nhé. Và gương chiếu hậu thì khá to, cũng không thể thiếu đi cái camera ở dưới gương nằm trong hệ thống camera 360 rồi. Nhưng mà đây này, đây, đèn LED xi nhan cũng được thiết kế khá là lạ mắt. Tiến tiếp xuống cái phần đuôi xe thì cái tổng thể thiết kế của cái phần đuôi xe này thì thật sự là quá mượt, phải nói là quá mượt. Đội ngũ kỹ sư của cái dự án thiết kế cái mẫu xe này ấy, đã làm việc hiệu quả, thật sự cực kỳ hiệu quả. Cụm đèn hậu to nhưng không hề thô, và chắc chắn là với cái công nghệ đèn full LED và có thêm một cái dải LED màu trắng ở bên cạnh cái đèn, cái cụm đèn kia nữa thì đi vào ban đêm mình nhìn mê luôn. Phần cản dưới thì khá thể thao nhưng mà hơi có một cái chút đáng tiếc là cái ống xả kép để được đặt một bên trông nó hơi lệch. Kể ra mà được đặt dàn hai bên thì trông nó thể thao hơn. Vâng, cái phần tổng thể, cái phần ngoại thất thì đẹp rồi. Anh em nhìn thì cũng chắc là cũng thấy thích. Còn không biết thì cái phần nội thất thì sao? Thì mời anh em tiếp tục cùng mình đi vào thẩm xem như thế nào. Quả thực là không ngoài dự đoán anh em ạ. Rất là sang trọng. Bảng táp lô được bọc da sáng màu này, đi kèm với ốp gỗ này. Nhìn một cái là thấy ngay cái Mercedes luôn này. Đây, cả cái màn hình nữa, cả cái màn hình trung tâm nữa, màn hình chính giữa trung tâm. Đây, thế này mà nối tiếp cái màn hình cỡ 12 inch sang cái bên cái bảng đồng hồ kia nữa thì Mac S rồi Mac E hiện thị là thấy ngay ở đây luôn rồi, Mac S với Mac E luôn rồi. Và toàn bộ cái không gian nội thất này thì đều được bọc da Nappa. Hy vọng thì năm sau được đưa về Việt Nam thì để anh em mình vào sờ mó vút ve thử xem mà da sờ nó có sướng không. Vâng, quay lại cái bảng tablo trung tâm anh em nhé. Chính giữa thì là vẫn là cái màn hình giải trí 10,25 inch thôi. Cũng tương thích với cả Android Auto và Apple CarPlay. Ngoài ra thì còn cái hệ thống âm thanh, loa âm thanh Infinity tích hợp cái công nghệ âm thanh vòm này, rồi là vân vân và mây mây rồi. Và quen thuộc bên dưới thì cũng vẫn là cái cụm điều khiển điều hòa hai vùng độc lập thôi. Cái này thì rất là quen rồi. Cụm cần số này thiết kế lạ phải không ạ? Đấy, thấy rõ luôn là bốn cái nút để chuyển số, gồm P này, R là lùi này, N là mo này, D là đi tiến này. Chắc chắn là trên vô lăng là cũng có lễ chuyển số rồi. Không biết là anh em đã thấy chưa? Ở dưới thì xe cũng có các cái chế độ làm mát và sưởi ghế thôi, cũng rất là bình thường. Bên trái vô lăng thì đây bên trái vô lăng này, cụm phím điều khiển, phanh tay điện tử này, đóng mở cúp điện này, tắt bật cân bằng điện tử này, vân vân và mây mây. Vâng, tiến tiếp xuống hàng ghế thứ hai thì anh em cứ yên tâm là
không gian ngồi là rộng rãi rồi. Và ở chính giữa ở đây thì có cái điều chỉnh điều hòa hai vùng độc lập cho hai cái hàng ghế phía sau. Còn cái hàng ghế thứ ba thì quả thực là qua cái video này thì mình cũng chưa dám nói gì nhiều, chưa dám kết luận gì cả. Cứ phải thử trực tiếp thì mới kết luận được. Nhưng mà tại cái thị trường Mỹ thì cũng khá giống với cả thị trường của mình thôi. Một năm thì chắc cái hàng ghế thứ ba cũng chỉ được sử dụng 2-3 lần. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì lúc cần mà có thì vẫn ngon hơn nhiều, đúng không ạ? Sức mạnh của xe thì được đến từ khối động cơ V6 dung tích 3.8 lít. Vâng, 3.8 lít. Và được phun nhiên liệu trực tiếp. Sản sinh cái công suất là 291 mã lực tại 6.000 vòng trên phút. Và mô men xoắn cực đại thì là 355 Nm. Hệ thống này thì đi kèm với hộp số tự động 8 cấp. Vâng, hộp số tự động 8 cấp. Và bộ chuyển đổi mô men xoắn có thể được kết nối với cả hai cấu hình hiện dẫn động 2 bánh và 4 bánh HTRAC. Theo như những cái đánh giá nhận định của các chuyên gia ấy, thì khi mà xét về sức mạnh thì so với các mẫu xe đối thủ như là Toyota Highlander này, Honda Pilot này, Nissan Pathfinder này, hay là Ford Explorer, thì mẫu xe Hyundai này ấy, đều vượt trội hơn cả về công suất và mô men xoắn. Loại trừ chỉ có chiếc Honda Pilot thì hai cái mẫu xe này có cái thông số mô men xoắn là khá là tương đương với nhau. Và để đảm bảo mang đến những cái hành trình khá là thoải mái thì ngoài các cái bộ phận kể trên như là trang bị ra thì cũng sẽ có những cái bộ phận là nằm bằng hệ dẫn động, như là các cái khung đỡ phía sau thì đều được làm từ nhôm này. Trong khi đó thì các cái thanh rằng ở phía dưới ạ thì cũng được làm nhẹ hơn, giúp cắt giảm đáng kể cái trọng lượng của hệ thống treo. Ngoài ra thì các cái bộ phận như là cùm bánh trước đấy cũng đều toàn được làm bằng những cái hệ thống bằng những cái vật liệu nhẹ thôi. Ngoài ra thì nếu mà lựa chọn cái hệ dẫn động mà tất cả các bánh, nghĩa là dẫn động 4 bánh toàn thời gian đấy, thì sẽ có được trang bị thêm các cái chế độ lái khác nhau, bao gồm như là Normal, Sport, Smart và chế độ Snow, là có khả năng tối ưu hóa cái lực kéo và cảnh báo người lái tại những cái cung đường trơn trượt. Tất cả các cái phiên bản của Hyundai Palisade 2020 thì đều đi kèm với một loạt những cái tính năng an toàn tiêu chuẩn, như là cảnh báo va chạm trước này, với tính năng phát hiện người đi bộ này, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đi đúng làn đường, đèn pha thích ứng hai beam assist, cảnh báo tài xế mất tập trung, hay là hệ thống kiểm soát hành trình thông minh với cái tính năng stop and go. Thì nếu như mà các bạn thấy video này hay thì các bạn nhớ like và share nhé. Ngoài ra thì cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những cái thông tin mới nhất về xe trên thế giới cũng như là tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.